Bạn Hà có hỏi rằng là nếu mà không có bán hàng bao giờ, không có kinh nghiệm bán hàng thì có tham gia bán hàng trên app Bahadi được không? Thì xin thưa với các bạn rằng là đến với app Bahadi là chúng tôi đã huấn luyện cho hàng vạn các cái đại lý, các cộng tác viên mà chưa bán hàng bao giờ, không có kinh nghiệm bán hàng cũng có thể ra đơn được, đúng không ạ? Thì đây là một cái quy trình tuyệt vời mà chỉ có ở Bahadi mới có. Vì chúng tôi có một cái quy trình gọi là 7 ngày ra đơn, 7 ngày để giúp các bạn trở thành một người bán hàng siêu Việt. Và chúng ta sẽ rèn luyện theo cái chương trình 7 ngày này liên tục. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành một người bán hàng xuất chúng và dễ dàng kiếm được thu nhập hơn. Bằng chứng là có rất nhiều bạn sau khi mà tham gia xong thì đã có đơn ngay trong những ngày học đầu tiên, và trong vòng một tuần bạn đã có thể có được hơn chục đơn hàng. Đây là những cái điều mà ít người có thể làm được nếu như không tham gia vào app Bahadi. Và nếu như bạn muốn kiếm tiền mà chưa có kinh nghiệm kinh doanh online thì Bahadi là một nền tảng để giúp cho bạn cải thiện được thu nhập này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.